Chào các bạn, chúng ta sẽ bước vào bài 23. Bài 23 thì chúng ta sẽ làm một cái gọi là two-way binding để chúng ta thể gõ, khi gõ được cái thêm một cái text box ở trong cái person. Nếu khi mà train thì nó sẽ tự động nó train theo, đúng không? Chúng ta sẽ add vào đây. Chúng ta sẽ thêm một cái input type bằng text như là HTML thông thường thôi. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái, ok, chúng ta sẽ để nguyên chỗ này đi. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài, ta viết một cái sự kiện chain name handler. Chỗ này là của button, thế đây là chỗ này chúng ta để thành chain name handler, đúng không? Hai cái này giống giống nhau. Chúng ta để tên khác đi. Chỗ này là switch name handler. Đây gọi là two-way binding. Ok. Thì chúng ta cũng có cái hàm set person lại thôi. Nhưng mà chỗ này chúng ta truyền vào một cái event. Đó. Thì chúng ta muốn set lại cái tên cho thằng đầu tiên là event.target.value. Đấy, tại sao chúng ta đặt thế thì bằng này, thêm error function này. Đó. Tại sao thì chúng ta sẽ console log cái thằng event ra, đúng không? Chúng ta sẽ biết tại sao phải lấy cái target. Và trong cái thằng này thì chúng ta sẽ chain, nếu chain thì chúng ta sẽ gọi cái hàm đấy. Ok. Thằng thứ hai, đúng không? Thì kích vào thằng chain là thằng thứ hai. Với thằng thứ hai thì chúng ta sẽ có on chain prof.chain. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ F5 lại xem. Chain nhé. Chưa có, đúng không? Tại chúng ta xem có lỗi gì. Thằng thứ hai đây. Thằng thứ nhất thì không có gì, đúng không? Đây. Các bạn gọi ở đâu thì cái này là thay đổi này. Thì bởi vì là mỗi lần chúng ta train một cái thì sự kiện nó bắt được cái sự kiện train của cái thằng thằng này. Và nó sẽ binding cái sự kiện train ở bên ngoài, thì nó sẽ gọi đến cái hàm này và nó set cái giá trị mới. Cái event lúc đầu ấy, khi mà show ra ấy, nó có cái thuộc tính target. Đây. Nó bảo là event này được reuse, bị reuse do performance reason. Nếu bạn nhìn thấy cái này thì bạn đang truy cập vào cái target. Và nếu các bạn muốn keep original cái event thì chúng ta phải dùng cái event.persist. Gọi cái cơ chế này gọi là reverse pruning event. Vì cái event nó được truyền thông qua gọi nó cái gọi là synthetic event, nó được reuse lại, cho nên là các bạn không thể truy cập được thẳng nó, mà nếu mà muốn chỗ này sẽ phải là event.target.value luôn, chứ không là nó lúc đẩy ra nó bị null ngay. Đó. Đấy, các bạn nhìn này, như thế này thì nhận được ngay, chứ không thể console log luôn ra cái event được, bởi vì nó không phiên. Nó reuse cái đối tượng event này. Đó. Cho nên là cái đấy là cái mà các bạn chú ý. Thì đấy là two-way binding. Các cái này chúng ta không binding cái sự kiện chain cho nó, cho nên nó sẽ không có. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta có thì chúng ta sẽ thêm vào đây. Đó. Đó. Ok. Đấy chính là two-way binding từ bên trong ra bên ngoài. Còn trong trường hợp mà chúng ta muốn để sẵn luôn cái value ở đây thì chúng ta sẽ gõ, chúng ta sẽ bằng luôn cái prof.name.
Có nghĩa là chúng ta fill sẵn value của nó ra. Đây, thì chúng ta có thể sửa luôn. Đó, thì có nghĩa là chúng ta đã fill được cái dữ liệu có sẵn ở trong state từ thằng cha vào. Thì coi như là chúng ta set value như bình thường thôi. Ok.